Cô hại em gái tôi sống dở chết dở, vậy mà còn ung dung cho được hả? Cô đúng là trơ trẽn quá đó. Nó tự tử và đang nằm bệnh viện đó. Nói gì cô mà sốc chết, vậy mà cô còn cười cho được hả? Cô nghĩ em gái mình sẽ chết hay cô ta chỉ luôn suýt chết thôi? Sao cái gì vậy? Tôi cấm cô không được đụng đến con gái của tôi. Vậy thì bác Hai nên canh chừng con bác chứ. Chuyện đó tôi tự lo, còn cô, cô về lo chăm sóc em gái của cô đi. Đừng có hở chuyện gì á là đi kiếm người khác để mà đổ hết trách nhiệm cho họ như vậy. Rõ ràng bác biết con mình sai rành như vậy mà bác cũng minh cho được hả? Người nhà thì luôn như vậy, cô bất chấp mọi thứ vì em gái của cô, thì tại sao tôi không thể làm như vậy với con gái của tôi được chứ? Thưa mẹ, con mới về. Con chào mẹ. Con chào cô. Con bé này á, nó là con của bạn Hân. Hân nhờ đón về giùm. Chắc là nó ra được câu chuyện với mẹ con bé đó. Mà từ trước đến giờ em nghĩ là anh chỉ nhiệt tình với người trong gia đình thôi. Không ngờ là anh cũng nhiệt tình với lại những người khác quá ha. Ủa? Ý em muốn nói là cái chuyện anh đi đón cô Trinh đó hả? Hả? Thì ra là anh đi đón cổ hả? Em cứ tưởng là hai người gặp gỡ bàn bạc công việc gì thôi chứ. À, thì tại vì xe của cổ á, bị hư ở giữa đường vắng, cho nên là cổ mới nhờ anh tới đón. Bộ ở đây cổ không có quen ai hết sao mà phải gọi cho anh vậy? Cổ ít người thân Việt Nam lắm. Về đây chăm sóc cho em gái nè, rồi đâu có bạn bè nhiều đâu. Em nghe nói á, lúc mà mình gặp khó khăn nhất mà mình nhớ tới ai thì là mình quan tâm người đó nhất đó. Anh yêu em, thương em được bao lâu nữa, bao nhiêu thứ đã hứa bỗng dư thừa. Nếu em vẫn yêu dư thì tình yêu có đẹp đâu. Một mình em cũng giấc mộng về đôi mình, thế nhưng anh vẫn cứ mãi hững hờ nên giấc mơ vỡ tan tành. Anh yêu em được bao lâu, xem sớm nhất trên Vion.